Chào mừng bạn quay trở lại với bạn Lê Sắc Kê YouTube Channel. Và cho biết hôm nay chúng ta sẽ tới với sự kiện DLC Season, một trong những sự kiện hấp dẫn nhất trong phim Mobile. Lần đầu tiên chúng ta sẽ tới với phần chơi skill game. Thì ở phần đầu tiên các bạn chúng ta sẽ chơi những skill game để chúng ta nhận các điểm như là community, để chúng ta xài trong phần community và ticket. Chúng ta sẽ đổi, chúng ta tích lại, chúng ta đổi cái giải mà chúng ta tiếp theo thì nó cũng sẽ có một phần đá VS tắt và head to head, thì nó cũng sẽ thưởng điểm phụ thuộc vào mức rank của bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần đá VS tắt hàng ngày, thì nó cũng sẽ có cái ba cái yêu cầu khác nhau. Thì nếu anh em thỏa mãn yêu cầu đầu tiên, chúng ta sẽ chơi được một trận. Yêu cầu thứ một và thứ hai, các bạn sẽ chơi được cái trận thứ hai, và thỏa mãn cả ba yêu cầu thì chúng ta sẽ chơi được trận còn lại. Điều kiện đầu tiên đó là team dưới over 106. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải có mỗi cầu thủ từ mỗi giải đấu lớn, đó là ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và giải Pháp. Và cuối cùng thì chúng ta phải có 6 cầu thủ thuộc cái community team of season. Tiếp theo nó sẽ là phần đổi thưởng. Theo phần này chúng ta sẽ xài điểm team of season để chúng ta đổi phần thưởng cho các giải. Thì giải tiếp theo thì sẽ mở ngày 19 tháng 5. Sau đó thì lần lượt nó sẽ mở cái giải tiếp theo. Ok, giờ mình sẽ vào phần team of season. Đây, ở phần này thì chúng ta sẽ xài điểm team of season để chúng ta đổi các tài nguyên khác nhau. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có cái phần nhiệm vụ hàng ngày để anh em có thể chúng ta kiếm thêm được điểm team of season. Thì cái nhiệm vụ 7 ngày thì nó sẽ có cái nhiệm vụ như là chơi các siêu game, đá VS tắt, head to head, nhận quà ở cái pass, và chúng ta kiếm điểm support thì chúng ta sẽ nhận được những cái như là điểm community, điểm research, cũng như là các cầu thủ rất là hấp dẫn. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần community, phần thưởng. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng điểm community để chúng ta đổi các phần quà khác nhau. Bên cạnh đó thì các bạn có thể dùng vé để chúng ta đổi thành điểm community, hoặc là chúng ta nên để dùng vé chúng ta đổi các giải đấu ở sau, nó sẽ hấp dẫn hơn. Bên cạnh đây là phần ultimate thì nó sẽ mở khóa sau này. Tính toán thì như bạn sẽ thấy là với sự kiện này thì chúng ta sẽ có khá nhiều chỗ để chúng ta lấy điểm, như là trong cái nhiệm vụ hàng ngày, trong cái pass, trong cái phần chơi siêu game và những trận đấu với tắc hàng ngày. Thì nói chung là với những cái phần này thì chúng ta sẽ được tổng cộng 85.000 điểm nếu các bạn cày chay. Thì nếu các bạn cày chay thì chúng ta sẽ kiếm được cầu thủ over 96 trong sự kiện này. Và trong tương lai nếu mà có thêm những cái thưởng như thêm á, thì có thể chúng ta có thể kiếm thêm được một ít. Vâng, nói chung là đây là cũng là một sự kiện khá là dài ngày, và lần này thì AA cũng đã có tiến bộ thì mà cho chúng ta cũng khá là nhiều phần để anh em có thể trải nghiệm. Và anh em có thắc mắc gì về sự kiện này thì nhớ like và comment dưới video nhé. Xin chào anh em, hẹn lại những video tiếp theo.